Đây là Razer Wolverine V2 Pro, chiếc tay cầm chơi game có mức giá hơn một nửa chiếc PS5 hiện tại, tức khoảng độ 7 triệu đồng. Bản thân mình khi biết được mức giá của sản phẩm này cũng có chút sốc nhẹ vì một chiếc tay cầm mà có giá bằng cả dàn gaming gear rồi. Vậy thì trong video này, hãy cùng mình khám phá xem nó có gì đặc biệt không mà Razer lại dám thu của bạn cả một mớ tiền như vậy nhé. Cảm ơn nhà tài trợ techspay.vn đã tài trợ cho video này. Và nếu như các bạn mua sản phẩm này với mức giá tốt nhất và đảm bảo hàng chính hãng, đừng quên mua tại techspay.vn với đường link và mã giảm giá mình để ở phần mô tả và phần bình luận video này. Còn bây giờ, bắt đầu phần chính của video thôi. Trước tiên phải nói một chút về dòng Wolverine của Razer. Đây là dòng tay cầm có thể nói rất thành công của hãng này với nhiều phiên bản từ trước đến giờ cho cả Xbox, PC và PS. Razer cũng là một hãng hiếm hoi trong hãng gaming gear phổ biến như Logitech, HyperX, SteelSeries thực sự cho ra mắt những sản phẩm tay cầm chất lượng. Và sản phẩm Razer Wolverine V2 Pro này cũng không phải là một ngoại lệ. Trên thực tế thì phiên bản V2 thường có dây đã có mặt ở Việt Nam khá lâu rồi. Tuy nhiên nếu như để sử dụng những hệ máy chơi game console thì mình không bao giờ đánh giá cao những tay cầm sử dụng có dây. Thà rằng chọn lại rẻ tiền không dây còn hơn là dùng một chiếc tay cầm đắt nhưng có dây. Vì đặc thù ấn tượng game tay cầm là bạn có thể chơi trước màn hình máy tính hay cũng có thể nằm ườn ra sofa phòng khách cách TV khoảng tầm vài mét để chơi, nên việc dùng tay cầm có dây là cực kỳ bất tiện và nếu như khoảng cách quá xa thì gần như là bất khả thi. Quay trở lại nhân vật chính của video này, khi nhìn sản phẩm này trên mạng, mình tưởng nó sẽ có một trọng lượng khá nặng và đầm như dòng Xbox Elite 2, cũng vốn là dòng tay cầm rất đắt đỏ cho PC của nhà Xbox. Trên thực tế khi cầm trên tay, mình mới thấy điều hoàn toàn khác biệt. Đúng là nó có to hơn một chút và không mềm mại thanh mảnh bằng tay cầm DualSense của Sony, nhưng trọng lượng của nó chỉ xấp xỉ bằng dòng của tay Sony, tức đâu đó 280g. Tuy nhiên có vẻ như do to hơn và được phân bố trọng lượng kiểu khác nên khi cầm trên tay thực tế thì mình lại cảm thấy nó đỡ mỏi hơn và có một cái gì đó nhẹ nhàng hơn, khá khó hiểu trong khi hai cái trọng lượng tương đối bằng nhau. Phần báng cầm của nó được làm tương đối to và làm bằng nhựa với họa tiết quả chám để có cảm giác cầm thật hơn và tốt hơn. Khác với chất liệu họa tiết sử dụng trên tay Sony thì phần này mặc dù sờ không sướng bằng nhưng không dễ bị bám bẩn như tay của Sony. Điểm tiếp theo cần phải nói đến chính là phần layout. Mặc dù là tay PS5 nhưng layout nó sử dụng là layout Xbox. Đây cũng là một điểm dễ hiểu vì thứ nhất, đây là sản phẩm tay cầm dùng cho cả PC và PS và thứ hai, đây cũng là layout được sử dụng để thi đấu nhiều hơn. Và theo như mình thấy thì dùng kiểu này lại thấy thích hơn và dễ làm quen hơn với cả kiểu của PS5. Trên thực tế thì 2 năm vừa rồi, mình hoàn toàn chơi game bằng tay cầm Sony với layout PS, nhưng khi chuyển sang dòng này của Razer, mình chỉ mất đúng 5 phút để làm quen và khi đã sử dụng rồi thì quay về tay Sony lại thấy hơi gượng gượng. Điểm khác biệt nữa trong phần layout này là số lượng nút của tay cầm. Ngoài những nút cơ bản như bất kỳ tay cầm Sony nào, bạn sẽ có thêm một nút trigger ở mỗi bên nữa. Tổng cộng, mỗi bên bạn sẽ có 3 nút trigger. Tiếp đó là thêm 4 nút trigger cạnh dưới để có thể thao tác bằng ngón giữa và ngón áp út. Đây cũng có thể gọi là một thiết bị hơi ăn da một chút. Khi mà chơi tựa game cần thao tác nhiều nút, bạn hoàn toàn có thể gám vào đây mà không cần chuyển đổi mất thời gian. Rồi, bây giờ đi vào công nghệ cụ thể của từng nút. Điểm quan trọng nhất đối với mình và dùng nhiều nhất đó chính là cần joystick. Phải nói rằng, Razer làm quá tốt phần này nếu so với tay gốc của Sony. Hơi khó để mô tả cảm giác khác biệt của nó, nhưng theo như cảm nhận của mình, cần joystick của Razer mượt hơn nhưng lại không bị trơn quá, cùng với thao tác điều khiển của bạn rất khớp hành động trên màn hình. Đối với tựa game FIFA 23 chẳng hạn, nó giúp mình múa bóng và điều khiển cầu thủ có cảm giác nhanh hơn, khác với cả tay Sony, đôi khi cảm giác thao tác của cầu thủ có độ delay nhất định so với cái thao tác mình sử dụng ở trên Joy-Con. Mặc dù không quá đáng kể nhưng có thể cảm nhận của mình là như vậy. Điểm này cũng đặc biệt quan trọng đối với tựa game FPS hay như tựa game có nhiều yếu tố bắn súng, bắn cung, nó giúp những người đã quen với kiểu ngắm bắn bằng chuột như mình chơi game dễ dàng hơn một chút và chính xác hơn một chút. Mặc dù nó vẫn tệ hơn rất nhiều so với việc mình chơi bằng chuột, nhưng là một điểm cải thiện và có lẽ để làm quen thì các bạn khỏi mất rất nhiều thời gian. Một điểm nữa không thể bỏ qua chính là việc có thể thay thế kiểu của cần joystick này. Một loại ngắn hơn dành những thao tác cần độ nhanh, một loại dài hơn là cần độ chính xác như sử dụng các loại súng sniper ở trong tựa game FPS chẳng hạn. Và một điểm mình rất thích ở cần này, đó chính là nhờ những yếu tố như mình đã nói về độ mượt, độ cao mà sử dụng nó nhẹ nhàng và không hề bị mỏi như tay cầm của Sony. Phải nói là khó thể chê được phần này. Điểm tiếp theo có được gọi là cải tiến, đó chính là về các nút phía bên phải. Không giống như các nút trên tay cầm thường, công nghệ nút Razer sử dụng được gọi là Mecha Tactile. Có thể hiểu nó giống như nút click trên chuột, tốc độ phản hồi nhanh hơn, độ nảy cao hơn, tiếng kêu rõ rệt hơn và phản hồi tốt hơn nhiều. Đây sẽ là kiểu nút mô phỏng gần nhất đối với thao tác bấm chuột trên máy tính. Bây giờ hãy cùng nghe thử âm thanh của nó để phân biệt nhé. Đối với phần trigger, ngoài thêm nút như mình đã nói thì Razer cũng trang bị thêm một công nghệ tương đối quen thuộc với cái tên là Hyper Trigger. Đại khái là thay đổi chiều dài hành trình bấm và kiểu bấm của trigger này thông qua hai khóa ở mặt dưới.
Ý nghĩa của phần này cũng nhằm tăng tốc độ thao tác của nút trigger. Như bình thường, bạn sẽ phải bóp hết phần trigger thì nút mới nhận chẳng hạn. Điều này tạo ra cảm giác chân thật hơn khi chơi game về mặt trải nghiệm. Nhưng về mặt hiệu quả thì nó cũng làm chậm đi thao tác của bạn so với đối thủ. Chẳng hạn như bắn trước hoặc bắn sau, ngắm trước hoặc ngắm sau. Khi gạt cần này của Razer, nút lập tức chuyển sang kiểu click giống như chuột. Hành trình của nó phải ngắn đi khoảng tầm 2 đến 3 lần. Chính vì vậy, đồng nghĩa với thao tác của bạn sẽ nhanh hơn. Ban đầu khi sử dụng tính năng này, đúng là mình có thấy hơi khó chịu vì đã quen cảm giác bấm sâu ở tay thường. Nhưng sau khi thử với một số game đấu thì quả thật, việc sử dụng tính năng này giúp bạn có thể thao tác nhanh, gọn và đạt kết quả tốt hơn khi chơi. Phần nút cuối cùng là 4 nút trigger phụ ở mặt đáy. Để mà nói đối với bản thân mình và những tựa game mình chơi trên PS thì không có tựa game nào thực sự cần sử dụng thêm nút này. Tuy nhiên, với một số người chơi chuyên sâu hơn, tryhard hơn thì các bạn hoàn toàn có thể gắn một vài chức năng ở đây để dùng cho tiện tay. Ví dụ như game FPS như Apex Legends chẳng hạn, các bạn có thể thay vì uống máu hay uống mình năng lượng bằng nút điều khiển 4 hướng thì có thể gắn phần đáy này để thao tác bấm như thuận tay hơn. Razer cũng có cho bạn một app riêng trên điện thoại, đồng thời trang bị chip nhớ cho con tay cầm này. Vì vậy, các bạn có thể chỉnh các profile setting nút khác nhau cho từng thể loại game, sau đó lưu trên tay và lần sau chỉ cần chuyển mà không cần mapping lại. Rồi, đó là những yếu tố mà mình đánh giá thực sự quan trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm game. Còn về điểm nữa là hệ thống LED Chroma. Razer họ cũng bê lươn lên sản phẩm này với hai giải LED theo mình thấy khá đẹp và có một số hiệu ứng cơ bản. Tương tự việc mapping nút thì bạn hoàn toàn để chỉnh màu và hiệu ứng qua phần mềm, đồng thời chỉnh một số tính năng khác như độ nhạy của cần joystick. Tất nhiên với đèn LED như thế này thì thời lượng pin sản phẩm sẽ ít hơn so với cả không bật. 10 tiếng cho có đèn và không đèn là 28 tiếng, tương đương đâu đó khoảng hơn 1 tuần sử dụng. Khá ổn áp và có lẽ cũng không đòi hỏi hơn được. Nhiều ưu điểm là như vậy, vậy thì nhược điểm Wolverine V2 Pro là gì? Nói đúng ra thì đây không gọi là nhược điểm được, vì đối tượng định hướng mà nhà xuất họ làm như vậy. Do là một con tay cầm được làm ra cho những người chơi hard game, quan tâm đến thành tích nhiều hơn là mặt trải nghiệm game. Nên những thứ hay ho nhất của tay cầm PS như trigger tự động thay đổi lực bấm nặng nhẹ, touchpad và đặc biệt là khả năng zoom phản hồi đã được Razer cắt bỏ đi hoàn toàn. Với lý do họ đưa ra là vì tính năng zoom này có thể ảnh hưởng đến độ chính xác khi thao tác, đặc biệt là những game bắn súng. Tương tự như vậy thì tính năng trigger thay đổi độ nặng nhẹ khi bóp cò cũng không có quá nhiều ý nghĩa trong việc ảnh hưởng đến thành tích chơi game của bạn, thậm chí và còn ảnh hưởng đến tốc độ của bạn cơ. Mặc dù nghe qua thì đúng có vẻ có phần hơi chống chế, tuy nhiên thì đúng như theo trải nghiệm của mình, khi thật sự tập trung chơi, mình gần như không để ý đến việc tay cầm có rung hay không. Còn đối với tính năng trigger thay đổi độ nặng nhẹ thì đây đúng là một yếu tố đôi khi làm bạn khó chịu khi chơi game. Ví dụ như với FIFA 23, khi cầu thủ của bạn hết thể lực chẳng hạn, phần trigger này sẽ bị cứng lại, giảm lờ cảm giác khó khăn khi muốn chạy. Rất thú vị về mặt trải nghiệm, nhưng cũng có thể làm bạn mỏi hơn và khó chịu hơn khi chơi. Vậy thì để tổng kết lại, với sản phẩm có chữ Pro trong tên của nó giống như là một công cụ dành cho game thủ hardcore hoặc chuyên nghiệp thực sự quan tâm thành tích chơi game hơn là mặt trải nghiệm. Đối với cá nhân mình mà nói, thì đúng là từ lúc chuyển sang chơi một con tay cầm là Razer, mình hoàn toàn không muốn trải nghiệm lại cảm giác mỏi khi phải di cần joystick hay nút bấm không có độ phản hồi trên con tay cầm PS5 đi kèm máy nữa. Thực sự đã trải nghiệm rồi thì rất khó dứt khỏi con tay cầm này. Nhưng nói đi phải nói lại, mức giá gần 7 triệu đồng, quả thật đây vẫn là một rào cản quá lớn đối với người dùng phổ thông có thể tiếp cận được sản phẩm này. Nó là một trong tay cầm tốt nhất dành cho PS5 và PC bạn rất nên mua nếu như bạn thực sự dư giả về tài chính. Rồi, nếu như bạn mua sản phẩm này đừng quên mua tại techspay.vn với mã giảm giá và mức giá tốt nhất mình để đến phần mô tả và phần bình luận video này. Còn bây giờ đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Instagram của mình cũng như tham gia group Instagram trên Facebook. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.